Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của Xe Điện Motor Điện, là kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 bánh, xe 4 bánh và xe 2 bánh. Em là Nam ở Thái Bình, cái số điện thoại 0983 818 955 này. Nói vậy để cho các khách hàng mua tránh nhầm lẫn với này một số những cái kênh khác. Thì cái hiện nay thì một số các cái kênh khác nhà lấy cái tên giống tên kênh của mình, hoặc là lấy cái số điện thoại giống giống cái số điện thoại của bên mình để gây sự nhầm lẫn. Nói chung ấy thì bên mình thì chắc chắn là nó đã có sự uy tín đối với khách hàng rồi, cho nên người ta mới làm cái sự nhầm lẫn như vậy cho khách hàng bị nhầm lẫn. Đấy là đủ biết cái bên em bán hàng chất lượng và uy tín như thế nào rồi. Đấy thì các bạn lưu ý. Cái bộ hôm nay thì em giới thiệu đến các bạn thì nó cũng điều chỉnh một số thứ thôi, không có gì khác nhiều lắm. Giới thiệu đến các bạn đây là cái bộ chế xe 3 bánh tải trọng 800 kg. Đấy, tổng tải trọng các bạn nhé. Tất nhiên thì các bạn có thể thi thoảng các bạn có thể chở 1 tấn cũng không có vấn đề gì hết. Đấy, bởi vì là cái bánh thì mỗi một bánh của nó là tải trọng 412 kg một bánh. Đấy. Thì hai bánh là hơn 8 tạ thì đôi khi cái bánh nó có thể vượt tải một chút, nó cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên tải trọng thường xuyên thì không nên sử dụng ở dưới dạng 1 tấn. Mình chỉ khuyến cáo từ 8 tạ trở lại thôi. Về cái cầu các đăng ấy, thì bên mình vẫn trang bị cho các bạn cái cầu các đăng các cỡ từ 70, 80, 90, 1m, 1m1, 1m2. Khi các bạn lắp bánh lên ấy, thì 1m1 sẽ thành 1m2 phủ bì. Các bạn lưu ý nhé, bánh thì nó sẽ chỉ lên một lửa, mỗi bên ra một lửa là thành ra là 80 thì chỉ lên 90 thôi. Thì như vậy để các bạn là dễ cái đường mà đặt hàng cho nó dễ. Ở đây thì em vẫn trang bị cho các bạn đầy đủ đèn đóm các thứ. Đèn thì có đèn hậu đôi. Đèn hậu đôi đây. Đây là cái đèn đèn hậu này là đèn hậu đôi, tuy nhiên thì nó vẫn có hai bánh. Các cái kích thước của nó thì chiều dài nó khoảng 15 cm và nó vẫn có ba bóng. Một bóng lùi, một bóng đèn pha và một bóng xi nhan. Đấy, đầy đủ. Tích hợp đèn phanh và đấy nữa cũng được. Đấy thì tùy các bạn lựa chọn. Cái loại này là loại ngắn, nhỏ nhỏ đẹp để cho các bạn làm cho gọn nhẹ. Còn nếu không thì các bạn có thể lấy cái loại đèn 12V đèn LED hình mũi tên này. Đèn này thì có kích thước là dài 20, rộng 8. Các cái thông số lốp bánh xe thì đây là cái loại vành dày, vành đen lại dày. Có thông số lốp đây. Lốp 8 bố này. Tải trọng là 412 kg này. Đấy, là tải trọng cho một bánh. Số lùi thì số lùi màu vàng. Đây. Số lùi thì bên em đặt thương hiệu luôn này. Mang thương hiệu của bên em luôn. Đây là số liệu Lam Trung này. Đấy. Là cùng tên em đặt luôn. Đây. Tất cả các cái thiết bị bên em đều phân phối ra như thế. Về phụ kiện, số phụ và dây cần đều có đầy đủ đây. Cách lắp cái số phụ này thì bên em đã có một cái video hướng dẫn riêng rồi, các bạn có thể theo cái video đó để các bạn làm theo. Còn đây là cách lắp đặt một cái bộ nhíp. Đây là cái bộ nhíp 6 lá. Thì cái phụ kiện nhíp 6 lá này thì rất là đầy đủ. Cái phần gối trên là phần gối trước, gối tĩnh. Còn phần sau là phần gối động. Đây, bên em trang bị đầy đủ cả cái mõ tròn này này. Đấy, thì các bạn cho cao su vào đây và các bạn hàn lên khung là xong thôi. Thì cái mặt bích này nó đẹp, nó mạ.
rất là đẹp, cho nên là mình trang bị cái loại đẹp này. Tuy nhiên thì nếu các bạn nào mà bảo là nó yếu thì các bạn là có thể chọn cái hàng Việt Nam này, nó dập sẵn anh này thì tùy các bạn, nhưng theo mình thì nó làm đều chuẩn. Ví dụ như cái bản bích này, tuy là nó mỏng nhưng mà nó lại làm cái viền cong này lên để nó làm tăng độ cứng lên đấy, và nó cong theo hình của cái nhíp, cho nên là mặc dù là nó không dày bằng cái hàng sắt đen của Việt Nam mình làm, nhưng mà nó lại cứng, thì độ cứng thì nó lại không hề thua kém một tí nào cả đấy, mà nó đẹp, nó bền, nó lâu bị han dỉ. Còn cái loại sắt thường của mình thì phải sơn lại, thế để lâu là nó sẽ bị han dỉ. Đấy, đồ rất là đẹp và chuẩn luôn. Bộ này thì cái đường kính phanh này của nó là 180, rất là ăn. Các bạn lưu ý về cái giá thành sản phẩm thì em sẽ để phần mô tả sản phẩm hoặc để ngay trên cái tiêu đề của video. Khi nào giá nó tăng thì mình sẽ chỉnh nó tăng lên, khi nào giá nó xuống thì mình sẽ chỉnh nó xuống. Đấy, còn mình nói trong video thì nhiều khi là nó giá nó sẽ thay đổi theo thời gian. Đấy, em là Lam ở Thái Bình, số điện thoại 0983 818 955. Cái số lùi này thì trước kia em cũng có nhập nhiều loại rồi, nhưng mà mấy lần em tháo ở trong ra thì em thấy cái kết cấu của cái thằng số lùi này nó tốt hơn so với những cái loại khác. Thì cái cảm nhận của khách hàng thì nhiều khi mỗi người một kiểu. Và cái cảm nhận của khách hàng thì mỗi người một kiểu, có thể là sẽ do cái người bán người ta nói theo, cho nên là mình cảm nhận thì người ta nói cái màu này thì nó tốt, cái màu kia nó tốt. Còn thực tế thì mình đã tháo ra mình xem kết cấu ấy, thì cái thằng số lùi màu vàng này là cái bộ chấu sang số tới lùi nó to hơn, cho nên là nó ít bị bượt răng hơn. Thì cái đấy là mình đã từng tháo ra mình xem rồi, mình nói cho các bạn biết như vậy. Thì các bạn không tin thì các bạn có thể về tháo ra coi thử, rất là đơn giản thôi, thì nó không khó. Các bạn chỉ tháo 4 cái con ốc này ra, và các bạn rút cái chấu to ra, các bạn nhìn thấy ngay thôi. Đấy, thì không cần phải tháo nhiều. Thì cái đấy thì khi nào các bạn làm các bạn biết. Ngoài ra thì xin giới thiệu thêm đến các bạn một cái bộ số lùi có số mạnh này. Đấy, số lùi có số mạnh thì trước giờ em bán thì qua nhiều lần bán hàng thì thường thường là thấy là cái số lùi mà hai cần riêng biệt này là cái độ bền nó cao hơn những cái số lùi khác. Thì tùy các bạn có thể ráp cái bộ em đang nói này với cái số hai cấp này thì mình sẽ cho ra hai cấp số mạnh. Đấy, cái video thì đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn lưu ý là em là Lam ở Thái Bình, số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn xem đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên.